Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Thì hôm nay bên em vừa về một chiếc Toyota Altis phiên bản 2022, bản xăng điện, phiên bản là hot nhất hiện nay. Bởi vì cái điều mà mình đang quan tâm nhất là xăng dự kiến sắp tới có thể tăng lên là 40.000 một lít. Thì anh chị quan tâm nhất là cái mức tiêu thụ nhiên liệu, đúng không ạ? Là có chỉ có 4,5 lít trên 100 cây đường kết hợp. Thì vì sao mà cái xe này nó có thể tiết kiệm được như vậy? Chỉ bằng già nửa một cái xe chạy xăng bình thường máy 1.8 thì cái bản này nó có một động cơ xăng và một con điện. Thì mình cái động cơ điện nó có hay một chỗ là mình không cần phải cắm điện từ nhà hay từ trạm sạc vào cho xe, mà cái động cơ xăng sẽ tự động hấp thụ cái năng lượng dư thừa khi mà nó hoạt động để sạc cho cái pin hybrid của động cơ điện. Và khi nào mà máy móc cần tăng tốc hay cần máy móc cần tính toán là sử dụng hai động cơ thì lúc đấy là sẽ tiết kiệm được nhiên liệu, như thế tiết kiệm được gần một nửa nhiên liệu so với xe bình thường. Thì đấy là một vài cái ưu điểm trong cái thời đại mà mọi người đang quan tâm nhiều về cái giá xăng hiện tại. Thì tiếp theo em xin phép giới thiệu về cho anh chị nội ngoại thất cũng như là về tình hình xe của xe Altis 2022. Thì trước mắt chúng ta đây là Toyota Corolla Altis phiên bản hybrid 2022. Thì Altis 2022 được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản. Trong đó có 2 phiên bản máy xăng và 1 phiên bản điện trước mặt chúng ta đây. Thì lần lượt giá phiên bản là 1.8G có giá niêm yết là 719 triệu. Phiên bản thứ hai là xăng cao cấp có giá niêm yết là 765 triệu. Và phiên bản cao cấp nhất của phiên bản trước mặt chúng ta đây là có giá là 860 triệu. Cả ba bản thì đều là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và là phiên bản xuất châu Âu, nên là có cái tiêu chuẩn khí thải là Euro 6. Xe thì cả ba phiên bản đã được nâng cấp lên gần như là người dùng cần gì thì Altis có đấy. Thứ nhất là có cái phanh tay điện tử và Auto Hold. Thứ hai là có cái Apple CarPlay không dây. Thì thực ra là nhiều anh chị có thể không biết, nhưng mà cái đấy thì dùng rất là tiện. Bởi vì là khi mình đã kết nối điện thoại với cả màn hình ấy, ngày xưa nếu muốn mà xem bản đồ ở trên xe của Toyota ấy thì mình phải cắm một cái dây vào và trông nó không được thẩm mỹ cho lắm, nó không được tiện dụng cho lắm. Thì hiện tại phiên bản mới này đã được nâng lên là Apple CarPlay không dây, nghĩa là anh chỉ cần kết nối qua Bluetooth mà YouTube cũng như là bản đồ sẽ được chuyển lên trên màn hình, anh chị không cần phải kết nối dây dợ nữa. Vâng, và vừa rồi thì em xin phép là giới thiệu cho anh chị về ngoại thất của chiếc xe Toyota Altis màu đen phiên bản HV và một chút thông tin về xe cũng như là các phiên bản. Thì anh chị cần em hỗ trợ thêm về vấn đề gì cũng như là về các cái thông tin về xe ưu đãi hay là lịch xe như nào có thể liên hệ giúp em qua số điện thoại ở trên màn hình nhé. Và tiện ở góc nhìn này thì em thấy có thể anh chị là thắc mắc vì sao lại có cái miếng trắng này. Thì đây là cái miếng dán bảo vệ khi đi qua tàu biển, và nó sẽ nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan mà, nên là khi đi cầu qua các tàu biển thì các miếng dán này để bảo vệ tránh bị đọng sương muối ảnh hưởng đến cái sơn của xe, cũng như là la răng là được dán bảo vệ đấy. Thì khi nào mà anh chị muốn nhận xe thì em sẽ nội vệ sinh qua nội ngoại thất đầy đủ, nên là nếu anh chị là cũng tiện video thì em sẽ giải thích như vậy. Và hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.